Trong mạch phim Như Ý Truyện, Sùng Khánh Thái Hậu có lẽ là nhân vật có nhiều phân cảnh dùng trà nhất. Còn việc dùng trà của Thái Hậu cùng các vị hoàng hậu như thế nào? Với Như Ý, một lần duy nhất, lúc Như Ý mới ra lãnh cung, ở đây không hẳn là mời, nhưng Thái Hậu cũng hoan hỷ nói với Như Ý là uống trà đi. Với Lan Hoa, một lần duy nhất, lúc bàn việc gả đích công chúa sang Mông Cổ, Lan Hoa chưa được cơ hội uống trà chung với Thái Hậu, trà đã bị đem đi đổi ly khác. Còn về Yến Uyển, trước mặt Thái Hậu, Yến Uyển không phải quỳ thì chỉ có đứng, ngồi cùng Thái Hậu nàng ta còn chưa từng có cơ hội, chứ đừng nói đến việc trà. Dụng tâm không hề nhỏ xuyên suốt cả bộ phim, quả thật không thể không đưa ra một lời khen ngợi cho cả đoàn làm phim này.